Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Xong, cuối cùng mình cũng nấu ăn quá trời món luôn. Hôm nay mình nấu pizza nè, trứng chiên nè, đó, trứng chiên với cà rốt nè, còn đầu này là gà quay, còn đây là gì đó, bánh chiên. Quá trời món luôn. Hôm nay mình sẽ ăn thật là no luôn. Bây giờ tụi mình chuẩn bị ăn nha. Nhưng mà từ từ, hình như là trước khi ăn mình phải rửa tay thật sạch sẽ. Các bạn nhỏ đừng quên là trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ nha, mới được ăn nha. Rồi thôi bây giờ mình đi rửa tay đã. Trời ơi, đói bụng quá mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Từ cái hôm mà Sammy bị biến thành em bé mấy bạn, bây giờ không có ai nấu ăn cho mình ăn hết. Buổi sáng Phong dậy, Phong đi tập thể dục á, Phong đói bụng muốn chết luôn, cũng không có gì ăn hết trơn. Mà Phong lục ở trong nhà bếp của Phong á bạn, thì được có mấy cục thịt thối nè. Trời ơi trời, mấy cục này là thịt của zombie mà làm sao mà ăn được. Nhưng mà giờ đói bụng quá bạn ơi, chẳng lẽ là tôi sắp bị chết đói hay sao? Đói bụng muốn chết luôn ấy, trời. Giờ về nhà kiếm coi có mì gói hay gì ăn tạm không ta, đói bụng quá. Oh my god, cái gì mà gà quay, pizza rồi trứng chiên rồi bánh đồ kiểu nhiều quá vậy? Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, đúng lúc mình đang đói. Chẳng lẽ là ông trời nghe được mình đang đói cho nên ông trời thương mình, ông trời nấu cho mình một bữa ăn hả ta? Ôi trời ơi, cảm ơn ông tiên, cảm ơn ông bụt, cảm ơn ông trời. Trời ơi trời, đã quá vậy trời. Wow, nhiều đồ ăn quá ta. Từ từ, bây giờ mình sẽ thử mình ăn miếng trứng này coi. Nè, có miếng trứng này, ăn thử coi. Ngon. Trời ơi, ngon quá mấy bạn ơi. Không biết ai nấu ăn mà ngon dữ người ta. Trời, ngon dễ sợ. Đây, bây giờ ăn thêm miếng này nữa. Ngon. Ăn nữa nè. Ôi, cái món bên đây là hơi bị ngon, hơi bị đỉnh luôn nha các bạn nha. Đây, còn cái này là gì đây? Cái này là hình như là bánh bông lan các bạn ơi. Để ăn thử miếng coi. Ôi trời, ngon dễ sợ. Bánh bông lan cũng ngon các bạn ơi. Quá đã luôn. Cái này là gà quay đúng không? Gà quay nè, còn này là pizza nè. Lấy pizza ra ăn luôn bạn ơi. Ăn pizza nè. Còn này, cái này là gì đây? Ha, cái này hình như là bánh gạo của Nhật Bản các bạn ơi. Mình coi trong gì ta? Mình coi mấy cái anime á bạn, mình thấy là có mấy cái bánh gạo này nè. Bánh gạo nè, còn cái miếng xanh xanh này là rong biển đó bạn. Ăn miếng coi. Ôi, uống thêm miếng nước trà. Phời quá. Ăn miếng trứng chiên kìa. Nhầm. Bây giờ làm tới giờ con gà quay nè. Làm miếng coi. Nhầm. Ôi trời ơi, phời quá bạn ơi. Đang đói bụng mà tự nhiên có gà quay rồi có bánh bông lan đồ tùm lum la luôn. Ok, mình sẽ lấy hết cái đống này mình ăn hết luôn nha. Hết trơn luôn các bạn ơi. Hôm nay no bụng quá trời no bụng rồi. Rửa tay xong rồi vào ăn thôi. Hello anh Phong Cận. Hello em bé Sammy. Ủa, nãy giờ em đi đâu, anh về nhà không thấy em vậy? Em đi rửa tay để chuẩn bị đi ăn. Đi ăn hả? Thôi đi ăn đi nha. Trời cũng trễ rồi đó, ăn nhanh đi, còn ra ngoài tập thể dục. Ủa sao đồ ăn mất hết trơn rồi? Ủa cái gì? Cái đồ ăn ở đây là của em bé Sammy hả? Dạ, nguyên ngày hôm nay em thức nguyên ngày để em nấu ăn để em ăn mà. Có pizza, trứng chiên, gà quay đồ. Ủa sao mất hết tiêu rồi ta? Gì kỳ vậy? Chết rồi bạn ơi. Bây giờ đồ ăn này là đồ ăn từ nãy giờ mình ăn, mình cứ tưởng là ai đem qua cho ai vậy. Đồ ăn của em bé Sammy nấu mấy bạn ơi. Mà khoan từ, tính ra là bây giờ là Sammy biến thành em bé rồi, bả cũng đâu có quýnh được mình đâu đúng không? Lúc trước á thì bả gọi là bả là người lớn, bả bằng mình thì bả còn quýnh mình được, còn giờ bả biến thành em bé rồi bả đâu quýnh mình được đâu. Cái gì đâu phải sợ đúng không? Nè anh ăn đúng không? Nhìn miệng anh còn chưa chùi mép kìa. Ủa? Thì anh ăn đó rồi sao? Tính ra là đồ ăn em bé Sammy nấu á thì cũng là gì đây? Đồ ăn trong nhà của anh thì tất nhiên là phải là của anh thôi. Anh không cần biết cái gì trong nhà của anh đều là của anh hết, hiểu không? Kể cả đồ ăn. Nói chung là giờ anh lỡ ăn hết đã, tự nấu món mới nha. Ủa gì sao khóc? Đồ ăn chưa ăn mà anh ăn hết của em rồi. Nín nè, bây giờ anh có mấy cục thịt zombie nè, ăn đỡ mấy cục thịt zombie đi ha. Trả đồ ăn cho em. Không trả gì đó. Trời, đồ ăn người ta lỡ ăn hết vô trong bụng rồi sao trả được. Trời, tàu lao thôi, anh đi chơi nha, bye bye nha. Phong Cận đáng ghét. Không hiểu sao đồ ăn con nít mà không còn dành nữa. Không biết đồ ăn khác không có dành không nữa trời. Đừng có tưởng em con nít mà em không trả thù được anh nha. Em sẽ trả thù anh. Đồ đáng ghét. Bây giờ vào
nó ăn lại tôi chứ sao. Đói quá à. One eternity later. Đây, đây, để mình hái mấy cái bông hoa này để mình đem về nhà mình tặng cho Sammy. À không, tặng cho em bé Sammy để xin lỗi, bởi vì hồi sáng nay mình lỡ ăn hết đồ ăn của em bé Sammy các bạn ơi. Không biết là em bé Sammy có giận mình hay không nữa. Cũng may á bạn là Sammy biết hành em bé rồi đó. Chứ bả mà còn là người lớn ha là bảo đảm với bạn luôn, bả sẽ quýnh mình luôn á trời. Mà cũng may là bả bị biết hành em bé rồi. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ mang mấy bông hoa này về để mình tặng cho em bé Sammy để xin lỗi bạn ơi. Ủa làm gì bạn đứng bên kia vậy? Ủa Sammy, em bé Sammy. Ủa làm gì? Hello, không vô nhà đi. Đây, em sẽ cho anh một bất ngờ rất là lớn luôn. Anh bật vào cái rương này đi. Hả? Cái rương này có gì hả? Trời ơi, cái gì mà nhiều thịt bò quá vậy? Em biết anh sẽ ăn thịt bò nên em có định là mua rất nhiều thịt bò tặng anh luôn. Được không? Trời ơi, em bé Sammy dễ thương quá vậy, mua thịt bò tặng anh luôn hả? Trời ơi mấy bạn ơi. Em bé Sammy không giận mình mấy bạn ơi, không những là không giận mình mà còn mua thịt bò cho mình ăn nữa. Trời ơi, anh đúng lúc là anh đang rất là thèm thịt bò nè. Trời ơi, cảm ơn em bé Sammy nha. Dạ, nhưng mà anh biết sao không? Em còn nhỏ, em không dùng được thịt, không dùng được lò nướng ý. Nên bây giờ em sẽ nhờ anh nướng được không? Được, trời ơi, được hết. Để anh nướng thịt bò cho em bé Sammy ăn chung nha. Trời ơi, được ăn đồ ăn miễn phí, ngu giống ăn. Ok, lấy thịt bò nè, ấy, ok. Ôi, miếng thịt bò nhìn tươi ngon quá mấy bạn ơi. Ủa rồi, giờ làm gì nữa? Cái gì anh vậy? Đứng đây, em đứng xa xa nhìn hả? Ủa, bà làm gì mà sao tự nhiên nãy bà đứng ở đây xong vừa quay qua cái bà chạy qua kia bà nội? Có gì đâu, bây giờ anh cứ nướng thịt đi, em đứng xa ngắm anh thôi. Ủa? Mất mới gì nướng thịt mà đi xa xa vậy ta? À chắc là em bé Sammy còn nhỏ, sợ gì ta? Sợ bị phỏng lửa bạn ơi, cho nên là ra ngoài kia đứng. À ok, thôi đứng ở đó nha, để anh nướng thịt cho. Ok, nướng thịt nè. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Em bé Sammy, em làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi mấy bạn ơi, nhà của mình. Trời ơi, hóa ra thì ra bạn ơi là em bé Sammy gài bẫy mình. Thì ra là trong cái lò nướng nó có một quả bơm mấy bạn ơi, đụng vô cái nó nổ banh nhà mình luôn rồi. Trời ơi em bé Sammy tức quá, mà mình cứ tưởng là em bé Sammy không giận mình, hóa ra là em bé Sammy tìm cách chôn lại mình mấy bạn ơi. Trời ơi tức quá mà. Nhưng mà thôi kệ. Như vậy nhầm nhò gì? Phong Cận là người giàu nhất Hello Team mà. Làm sao mà nổ có mỗi ngôi nhà này có gì đâu. Cùng lắm xây lại thôi, có gì đâu, nhờ anh Siro xây lại thôi. Trời ơi, không sợ. Nay mày đặt trả thù tôi nữa ha. Thôi, bây giờ mệt quá, đi kiếm gì đó mình đi mai các bạn ơi. Chắc là phải đi mai kiếm kim cương để về kêu người ta xây lại ngôi nhà khác mới được. Chứ nhà mình nổ tiêu rồi. Thôi, chắc đi mai thôi. Nổ nhà thì bây giờ ta đi đào kim cương, ta sẽ xây một ngôi nhà mới bự hơn. Trời ơi, em bé Sammy ơi, em còn non lắm. Nghĩ sao vậy, tưởng là làm bể ngôi nhà cái thôi là anh sẽ buồn hả? Còn lâu nha bé. Bây giờ là anh đi đào kim cương nè, anh đi mai đi đào kim cương ha. Rồi anh xây cái nhà bự hơn cái nhà hồi nãy luôn chứ đó mà về đặt cho anh đồ. Trời ơi bạn ơi, cái gì đây? Kim cương, trời cái gì mà nhiều vậy? Để coi coi, 1 viên, 2 viên, 3, 4, 5, ui trời. Cái gì mà nhiều vậy? Cái này chắc chắn là hơn 20 viên kim cương luôn các bạn ơi. Trời, ủa mà khoan, kim cương bình thường là nó phải nằm trong hang động, nằm sâu dưới lòng đất, mà sao tự nhiên ở trên mặt đất lại có kim cương ta? Trời ơi, mình gặp may mắn mấy bạn ơi, chắc chắn là cái này là mình gặp may mắn rồi. Ông trời thương mình, ông trời cho mình nè, may mắn mấy bạn ơi. Trời ơi, kỳ này ha, là mình xây nguyên căn biệt thự luôn, chứ không phải là mình xây cái nhà nữa. Khoan từ, hình như mình thấy bóng ai vậy? Ủa? Cái gì vậy? Ủa em bé Sammy đứng bên đó làm gì vậy ta? Quay! Sammy! Ủa? À hiểu rồi, chắc là thấy mình đào được kim cương nhiều quá cho nên tính chạy lại đây giành kim cương với mình chứ gì. Còn lâu nha Sammy, còn lâu mới giành được kim cương của anh nha. Ôi, đào kim cương rồi. Cái gì vậy trời? Trời ơi mấy bạn ơi, mình thật không ngờ là em bé Sammy lại nguy hiểm đến như vậy mấy bạn ạ. Mình không ngờ luôn các bạn. Trời ơi, mình không ngờ là chỉ vì có mấy món đồ ăn thôi mà em bé Sammy nở làm banh nhà mình nè. Rồi sau đó mình đi mai á thì còn làm cho mấy viên kim cương phát nổ nữa. Trời, em bé Sammy lúc lớn thì hung dữ, lúc nhỏ thì cực kỳ nguy hiểm luôn nha các bạn nha. Trời ơi, trời, cái bà Sammy này nguy hiểm quá. Tốt hơn không nên đụng đến bả đâu. Trời ơi, sợ quá. Ủa cái gì đây? Wow, kim cương. Yeah, đào kim cương. Ok, từ từ các bạn ơi, nguy hiểm
Tính lừa mình thêm một lần nữa chứ gì. Hồi nãy á, mình đụng vô mấy viên kim cương kia xong nó nổ banh xác mình luôn. Ngu gì đụng vô kim cương nữa. Ủa mà khoan, tại sao bên đây có cục đất với cục kim cương vậy? À hiểu rồi, chắc là bây giờ kêu mình chọn giữa một trong hai, chọn kim cương hay là chọn cục đất chứ gì. Nếu như là một người tham lam thì người ta sẽ chạy đến đây, người ta chọn cục kim cương liền luôn bạn ơi. Nhưng mà Phong không phải là một người tham lam, cho nên là còn lâu mình mới chọn kim cương. Với lại hồi nãy á, là Sammy đã cho mình bằng cục kim cương rồi, cho nên chắc chắn cục kim cương này sẽ có 7. Không tin đâu, mình chọn cục đất. Có gì đâu, được bình thường. Cái gì nữa vậy trời. Nguy hiểm quá bạn ơi, nguy hiểm quá. Trời ơi mấy bạn ơi, em bé Sammy này thật đúng là quá đáng sợ mấy bạn ạ. Hồi nãy mình đi mai mình cũng bị chôn, mình nướng thịt mình ăn thì cũng bị nổ nguyên ngôi nhà luôn. Rồi sau đó mình thấy cục kim cương với cục đất, xong cuối cùng cục kim cương với cục đất cũng là 7 luôn các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là mình không nên sống ở trong làng này nữa. Em bé Sammy thù dai lắm mấy bạn, nhiều khi lại tiếp tục chôn mình thêm gì nữa này. Cho nên thôi, mình không ngu gì mình sống ở nhà Sammy đâu. Mình sống ở gần Sammy là thế nào Sammy cũng sẽ chôn mình, cũng sẽ gài bẫy mình thêm mấy cái nữa thôi. Mình ngu gì. Bây giờ á, tôi sẽ ra ngoài biển tôi sống. Cá heo là phải về dưới biển các bạn hiểu không? Mình là cá heo mà, cho nên là mình phải về dưới biển. Tạm biệt Sammy, tôi đi đây. Đừng có hòng mà tìm tôi nữa, tôi không bao giờ tôi quay về đâu. Đồ em bé Sammy đáng ghét. Bãi biển thật là bình yên mấy bạn ơi. Chúng ta sẽ về dưới biển nào. Ở ngoài biển sẽ không có bất kỳ một cái cạm bẫy nào hết. Đi thôi nào. Cái gì nữa vậy trời. Cuộc sống của Phong đến đây là kết thúc rồi mấy bạn ạ. Thật sự đúng là trên đời này không có cái trò gì mà mạo hiểm bằng cái trò là chọc người yêu hết mấy bạn ơi. Mặc dù là Sammy đã biến thành em bé, nhưng Sammy vẫn rất là nguy hiểm mọi người ạ. Đúng thật là không nên đụng đến Sammy mấy bạn ơi. Chọc bả là coi như là xác định là xuống địa ngục luôn á mấy bạn. Cho nên thôi, tạm biệt mọi người. Tôi đã bị chôn quá nhiều lần rồi. Tôi đã chuẩn bị hết đồ của tôi ở trong cái ba lô này. Bây giờ tôi sẽ đi đây. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt Siro. Tạm biệt Mr. Dịch Kairon. Tạm biệt tất cả. Hội chị em, anh em tốt. Tôi đi đây. Tôi sẽ không ở đây nữa đâu. Tôi đã gọi xe rồi. Tôi sẽ đi lên trên núi tôi sống. Chắc là mình sẽ leo trên núi kia mình sống mấy bạn ơi. Không sống ở dưới đây được rồi. Bà Sammy bà sẽ cho mình tiếp. Ok. Thôi. Nói chung là không sao. Bình yên rồi. Lên trên núi mình nghĩ là chắc là sẽ an toàn mấy bạn ơi. Cái gì nữa vậy? Thật không thể nào mà chấp nhận được nữa mà. Nè, ba lô nè, cầm cái ba lô rồi cút ra khỏi nhà đi. Tôi là từ nay là tôi không cho mấy người sống trong nhà tôi ở đâu. Làm nổ nhà của tôi ha, rồi còn liên tục chôn tôi nữa. Bây giờ tôi không chấp nhận được rồi. Em bé ở đâu mà lì thấy sợ. Đi ra khỏi nhà đi, cút xéo, cút xéo. Ủa gì kỳ vậy? Thì tại vì là anh ăn đồ ăn của em trước để mới chôn anh thôi chứ sao. Ủa, tính ra là có tí đồ ăn thôi mà em bé Sammy nở lòng sao ta cho anh mấy lần luôn. Anh chạy ra ngoài biển anh cũng bị nổ, rồi anh đi đào kim cương anh cũng bị nổ, bây giờ anh về nhà cũng nổ banh cái nhà anh luôn. Hết chon quá trời chon, chon vậy thì ai mà chịu nổi. Thôi tôi không cần biết, giờ tôi không nuôi mấy người ở đâu. Mấy người biến thành em bé kệ mấy người luôn. Mấy người đi đi, tôi không nuôi mấy người nữa. Đi đi. Anh bỏ em đúng không? Bỏ anh luôn. Hết thương em rồi. Thôi hết thương rồi, hết thương rồi, đi đi. Em đi cho anh vừa lâu. Đi đây, đi đây. Đi luôn đi. Trời ơi bạn ơi, đó bạn thấy không? Lì quá xong bị mình đuổi ra khỏi nhà luôn, giờ khóc kìa. Đó, đi luôn đi. Mà mình làm vậy có ác quá không ta? Thôi, kệ. Làm nổ nhà của mình rồi giờ đòi sống chung mình nữa, không có chuyện đó đâu. Đừng tưởng là em bé muốn làm gì làm nha. Đi luôn đi. Bực bội à. Trời ơi bạn ơi. Sao mình thấy hơi sai sai ta, có khi nào mình làm vậy hơi quá đáng không ta? Có gì đâu quá đáng. Mình nghĩ lại là không có gì quá đáng hết trơn á. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi. Từ nãy giờ có quay được gì đâu, toàn bị cho nổ chết mấy lần luôn. Bực ơi là bực. Thôi mình kết thúc video tại đây nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Bực bội à.